Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, hiện tượng sụt lún tại Rú Dầu chạy theo hình vòng cung ở cao độ dương 38m so với mực nước biển. Chiều dài sụt lún khoảng 250m, chiều rộng lớn nhất khoảng 1m, độ sâu khoảng 1m. Diện tích sụt lún từ vết nứt đến chân đồi khoảng 6.000m2, nằm trong phạm vi 55m về phía chân đồi có nơi xuất hiện 6 vết nứt lún rộng 20-30cm, lún tạo trên cao khoảng 10cm. Qua khảo sát thực địa, đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân ban đầu là do tầng đất đá phong hóa dày, các hộ dân cải tạo vườn cắt chân qua chân đồi. Ngoài ra, do mưa lũ tác động nhiều nên gây sụt lún. Khu vực sụt lún có nguy cơ sạt lở, nhất là khi mưa lớn có thể gây mất an toàn đến tính mạng và tài sản của các hộ dân ở chân núi. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi cơ quan chuyên ngành tiếp tục khảo sát, đánh giá nguyên nhân, phạm vi và mức độ của việc sụt lún. Nếu mức độ đánh giá nguy hiểm thì cần khẩn trương lên phương án di dời dân.